Rồi, em xin chào cả nhà nhá. Cả nhà ơi, hôm nay mọi người ấy dành dành một cái khoảng thời gian nhất định xem kỹ cái video này vào. Thực sự là video hôm nay là cực kỳ toàn bộ hàng. Nhất là tươi, cái thứ hai là toàn hàng chất, cái thứ ba là rất đa dạng các mặt hàng cho mọi người. Đây là em mới nhặt tại vì trong cái không gian nhà em ấy, trong trong bên trong thì nó hơi hẹp nên em chỉ nhặt bắt tạm tạm làm tạm này, nhìn như luống luống rau này cả nhà. Ôi đấy, thực sự mọi người hôm nay dành cho em một cái khoảng thời gian xem thật kỹ và chi tiết cả nhà nhé. Đây, ở bên ngoài nó còn bạt ngàn này, sau cái này thì em lại tiếp tục để nhặt tiếp vào đó cả nhà, kinh khủng lắm. Nói chung hôm nay toàn hàng hàng hay lắm cả nhà. Rồi, ok, rất mong là cô chú toàn thể gia đình mình xem video thì nhớ cho em xin một nút đăng ký kênh và like cho em một lượt like, và nhớ là thả tim cho em ở phía dưới bình luận một tí thôi. Rồi, tùy mọi người có thể là vào xem vào vui, có thể không nhất thiết là phải mua, nhưng mọi người hãy ủng hộ em bằng những cái lượt like và những cái lời comment tích cực ở bên dưới nhá. Rồi, em mời mọi người đi qua chi tiết từng đơn nhá. Ăn món đặc sản trước nhé cả nhà nhá. Lâu lâu lại có một chút đặc sản cho mọi người. Rất tuyệt vời, em phải chia cứ nhỏ 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 ra để mọi người bác nào cũng có thể sưu tầm ấy. À, đây là mọi người có nhận ra mặt bông gì không ạ? Gọi là một cái mùi thơm mà thơm gọi là nhức nách luôn đấy. Có là kiếm bạch ngọc nhé cả nhà nhá, kiếm bạch ngọc đấy. Bây giờ là nó cho hoa vào cái thời gian này. À, thường nó cho hoa vào trước từ đầu tháng rồi cả nhà. Cực kỳ là thơm, không trong khu vui chơi gọi là giải trí về lan rừng mà không thiếu những loại kiếm bạch ngọc như này, thực sự là quá sơ suất luôn cả nhà nhá. Thì đầu tiên em tại vì cái dòng này thì có nhiều bác chưa biết trồng thì em sẽ giới thiệu cho mọi người cách trồng đã. Trồng thì mọi người nhất là trộn vỏ thông vụn nhá, trộn với bác nào có dớn vụn thì trộn với dớn vụn, không thì mọi người trộn với riêng vỏ thông vụn và trộn những cái phân trâu phân bò gì đấy. Đấy thì mọi người trộn lại và cho để cho cái giá thể nó chắc chắn và nó cái giò lan mình không bị nhẹ quá, thì mọi người lại cho thêm một ít đá bọt xuống cho em nhá. Và trước khi ghép thì mọi người vẫn ngâm nguyên cái củ này cho em nhé, ngâm nguyên cái củ này bằng thuốc kích dễ bio rốt cho em, dùng cái loại bio rốt tại vì cái dòng này nó quý, nó không không có mấy, thì mọi người dùng bio rốt cho em nhé. Ngâm trong vòng 15-20 phút sau bắt đầu để ráo, bắt đầu là mọi người trồng nhé. Trồng thì cái này thì vùi vùi gốc đi nhé, đến cái bệ này thôi nhé cả nhà nhé, đến cái bệ này đó, đến tầm 2 nấc cái bệ này là mọi người dừng lại không vùi nữa, vùi gốc xuống này của em nhé. Một loại rất dễ sống và nó không ưa nắng cả nhà nhé, rất dễ sống dễ thuần, mà hoa thì nó cực kỳ là thơm. Nói chung chơi cái loại này sướng lắm cả nhà nhá. Rồi, ok, em sẽ nói giá nhé cả nhà nhá. Hình số 7 150.000 đấy, em cứ chia nhỏ hình nhỏ nhỏ này, mọi người về ghép vào cái chậu sứ cao cho em. Cái này thuộc dòng đặt chứ không phải treo nhé cả nhà nhá, dùng để đặt đặt ở bàn nấu nước hoặc là đặt ở một cái không gian vườn nhà mình chơi nhé cả nhà nhá. Hình số 7 150.000, em cứ chia nhỏ nhỏ để cho bác nào cũng sưu tầm được cái loại này, thích lắm. Nói chung là thích, mọi người cứ mua thử mà chơi. Kiếm bạch ngọc hình số 6 cũng 150.000 đấy, hình số 6 150.000 đây, mọi người có thể ghép được 2 chậu. Nếu mà chậu nhỏ, còn chậu to mọi người ghép 1 chậu cho em tươi không cần tưới, đành đạch luôn nhé cả nhà nhá. Vừa lấy vừa khai thác về xong nhớ là vùi gốc xuống cho em. Hình số 6 150.000, thằng này cũng đang hoa đây đấy, tuyệt vời. Nói chung hoa thì thơm mà nó đẹp lắm. Đây là chuẩn bị tàn, em nó cúm cụm xuống nhé cả nhà nhé. Nguyên một rễ này thì không cần nghĩ đâu, đặt phát là sống. Mà càng này hình số 14 200.000, riêng thằng này mà cứ càng tách nhỏ thì nó càng dễ sống bao nhiêu, và nó không ưa nước mới đâu cả nhà nhé, không được tưới nước nhiều. Nói chung là cứ tuần mình tưới tầm 3 lần thôi, 3 4 lần thôi cả nhà nhé, và không ưa nắng nhiều. Hình số 8 105.000, hình số 8 105.000 đấy. Rất nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ để cho mọi người bác nào sưu tầm được. Kiếm bạch ngọc nhé cả nhà nhé, kiếm bạch ngọc. Tiếp tục hình số 9 cũng 105.000, hình số 9 105.000. Đấy, cũng đang có cây hoa đây. Đấy. Kiếm bạch ngọc hình số 9 105.000.
Hình số 10 cũng 150.000 cả nhà nhá. Hình số 10 ấy, em cứ chia nhỏ nhỏ mà nhìn. Như này 150.000 có cả bông hoa đây. Đấy. À cái thằng này thì nó lẫn đây là hồng ngọc này cả nhà nhá. Đây là hồng ngọc nhá. Đấy, mật hoa mọi người phân biệt rõ nhá. Còn những cái mà nó mà chưa có hoa thì đây là em lấy dân thì người ta bảo là đa số là bạch ngọc, thì em cứ nói bạch ngọc luôn, không thì lẫn một tí hồng ngọc nhé. Hồng ngọc không khác gì, nó có vẻ đẹp riêng và hoa nó không khác gì bạch ngọc, nhưng mà nó có một nốt chấm chấm như kia. Đấy, hoa nó cũng thơm ngát luôn nhé cả nhà nhá. Thơm, mùi thơm rất dễ chịu. Hình số 11 cũng 150.000, hình số 11 150.000. Đấy. 150.000 cả nhà nhé, 150.000. Mua hình nào cũng được, hình nào cũng được, cốt là có giống thôi cả nhà nhé, cốt là có giống thôi. Hình số 12 cũng 150.000, cốt là có giống thôi, hình nào cũng ok nhé. Em cứ chia đều đều đây này đấy cả nhà, em chia đều đều cho mọi người. Hình số 13 cũng 150.000, chia đều đều cho mọi người nhá. Đấy, cứ có giống là thành công cả nhà nhé, cứ có giống là thành công. Hình số 13 150.000. Bác nào xem thì nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh cả nhà nhé. Kênh Lê Tiến Cường ạ. Hình số 1 150.000. Hình số 1 150.000. Toàn giống đẹp, giống tươi, không về không phải bỏ bất kỳ một cái cọng nào đâu cả nhà nhé. Trồng hết cho em, trồng hết cho em. Thằng này không có kiểu thân già thân đấy đấy, bạch ngọc này. Thơm lắm. Thơm mà thích lắm. Nói chung hình số 2 cũng 150.000, hình số 2 150.000. Ừ, em chưa nhỏ thôi. Nhiều bác bảo sao em không chọn những cái cụm to to bán một thể cho nó bõ, bảo thôi thì cái này em cứ cho chia chia ra để cho mọi người bác nào cũng sưu tầm được ấy. Hình số 3 cũng 150.000, hình số 3 cũng 150.000. Kiếm bạch ngọc nha cả nhà nha. Tiếp tục. Hình số 4 cũng 150.000. Đấy, củ nguyên dề này đấy. 150.000 hình số 4. Hình số 5 cũng 150.000. Đấy. Nói chung ông này ông ấy chuyên về cái dòng này, ông ấy đi lấy thì quá chuẩn rồi. Quá chuẩn xác luôn. 150.000. Kiếm bạch ngọc nha cả nhà nha. Kiếm bạch ngọc. Đấy, có mười mấy hình ấy mọi người. Nhớ là sưu tầm cho mình một hình. Cái này thì tuyệt vời này. Cái này nó thật ra mọi người không biết là có bác nào đã được chơi chưa, đã chơi lần nào chưa, nhưng mà cái này thực sự là hoa nó rất đẹp. Hoa màu trắng. Và cái trồng này, cái này thì mọi người trồng và cũng kiểu như trồng đặt nhé cả nhà nhé. Trồng đặt cho em. Trồng đặt và trồng đặt cho em và trồng vào cái chậu sứ cao để đặt bàn uống nước nhé cả nhà nhé. Hoa rất thơm. Lan lên. Hình số 21, 200.000, hình số 21, 200.000. 200.000 cả nhà nhé, lan len. 200.000. Hoa màu trắng, cũng kiểu như bạch ngọc ấy, nhưng mà màu trong nó có chấm chấm màu nâu nâu ấy. Hôm em cho mọi người xem với cả nhà nhé. Hình số 17, kiều vàng. Đây là toàn bộ là những cái dòng em chọn. Nguyên một dế này, cả nhà nhìn thấy sướng. Ghép nguyên một giò này là đã lắm rồi này. Đấy, thân thì toàn mập này nhá. Thân lá nói chung là cái hàng này hàng tuyển, hàng tuyển. Hình số 17 250.000, hình số 17 250.000. Không phải bỏ bất kỳ một cái gì nữa đâu cả nhà nhá. Về em bỏ hết rồi. Về chỉ việc ngâm thuốc cho em mà ghép lên, ghép bằng lũa cho em lên nhá. Ghép bằng lũa cho em lên. Hình số 17 250.000. Có hai hình kiểu vàng thôi cả nhà nhá. Tiếp tục, đấy, toàn thân tím tím này, đen đen này, nó khỏe, rất khỏe cây. Hình số 18, 200.000, hình số 18, 200.000, kiều vàng. Trên cả tuyệt vời. Đấy. Trên cả tuyệt vời cả nhà nhá. 18, 200.000. Giá báo, một loại hoa thì cho nở rất lâu. Rất lâu và rất dễ thuần, nhưng với một điều kiện là nó phải cần một cái độ ẩm cực kỳ là cao để nhanh nó ra rễ, thì mọi người để chỗ mát. Đấy, chỗ mát cho em nhé. Rất dễ thuần, một mùi hoa hương chanh mà cho nở trong vòng tầm tháng hơn tháng cả nhà. Hình số 19 150.000, hình số 19 150.000. Giá báo như cả nhà nhé.
ra báo tươi đánh đạch luôn đấy, bản lá đấy, có những cái bản lá to kinh rồi đấy. 150.000 ra báo. Hình số 20 cũng 150.000 ra báo đấy, đẹp chưa. Nói chung cái này về trồng được 2 chậu và để chỗ mát, vạn mát và độ ẩm cao là thuần, lên giò lan rất sướng mắt luôn. Hình số 20 150.000, mọi người có thể ghép bằng lũa hoặc bằng dớn nhé cả nhà nhá. Ghép bằng lũa hoặc bằng dớn. Đây, tiếp tục cái dòng đặc biệt tiếp theo đây. Đây là toàn bộ là lá xếp của rụt em chọn nhé cả nhà nhá. Chọn hết ra cho mọi người nha. Toàn lá xếp đẹp nha. Có những cái size nhỏ nhỏ để về mình làm con ấy. Một cây mẹ phải có cây con. Đấy. Rất đẹp. Đây, nói thật với mọi người, hôm em ngồi em cắt tỉa đấy, chả nói giấu gì đâu. Hôm mọi người bác nào xem cái trực tiếp em ngồi em cắt tỉa ấy, chọn 30-40 cân mới chọn được mấy hình nó đẹp đẹp như này để bán cho mọi người chứ không có nhiều. Nên em mua cái hàng cân như bọn em mua nó thật chứ cũng chả có lộc lá gì đâu cả nhà. Thật ra này, hàng của Aluso đa số hàng xấu hơi nhiều. Hình số 22 250.000, hình số 22 250.000. Dáng hương tam bảo sắc, dòng lá xếp của rụt. Tiếp tục hình số 15 cũng 250.000. 250.000. Đấy, em cứ nhặt em đặt xuống cho mọi người nhìn cho nó dễ nha. Rất chi tiết, rất cụ thể, không có nào phải thắc mắc gì đâu nha. Còn hình như nào gửi đúng hình cho mọi người như thế, không sai một ly một tí nào cả nhà nha. Bản lá to này, dày, sướng mắt luôn. Con này thì miễn bàn. 250.000. Hình số 15 250.000. Hình số 16 cũng 250.000, có 3 hình cho mọi người nhé. Đấy, chọn cả lô được mấy hình đấy. Chọn cả lô ấy cả nhà, chứ còn kiếm loại này bây giờ nó có đâu. Nhớ cô chú anh chị em xem thì nhớ cho em xin một nút like. Mong sao là mọi người luôn ủng hộ về lâu về dài. Tại vì em bán cái này coi cũng là thành nghề chính rồi. Đấy, mưu sinh cuộc sống là ở cái nghề này, đâm ra mọi người cứ yên tâm là bán cho mọi người về lâu về dài chứ không phải là một chốc một lát đâu cả nhà nhá. Rất mong cô chú toàn thể gia đình mình hiểu ấy. Hình số 16 250.000, cắt tỉa đấy, chính tay em cắt, chính tay em làm đấy cả nhà nhá. Rồi em mời tiếp theo để mọi người lại sang cái trang mới nhá, trang mới lại hàng mới.